Nhưng mà tại vì em bị nhát gái nên là em Cái đôi gì? khi em hơi nhát. Còn khi mà em đã nói chuyện được với chị rồi đó thì bắt đầu là văn của em trong đầu bắt đầu tuôn ra. Đó. Đó. Thì em bảo là 99% những cái người uống ly này người ta đều chê. Nhưng mà anh hy vọng em là 1%. Thì đó là một câu chuyện mới khác. Lại câu chuyện xuất sắc. Nhát quá anh, sao nhát dữ mình không giả vậy? dối nha, mình Tất cả các bạn khán giả coi chương trình ngày hôm nay comment ở dưới cho tôi tức quá, tôi không chấp nhận cái chuyện này đâu. Tất cả các tình yêu mà nếu mà các bạn chưa đủ 18 tuổi á, thì tắt đi, khi nào đủ 18 tuổi rồi á, thì quay lại coi nghe. Và tụi mình xin được phép bắt đầu. Ủa mà Xí, đang làm gì á? Sắp tới là có rất là nhiều cái chương trình của quán anh á, nên là phải ngay tranh thủ phải làm giải quyết xong rồi mới được. Tại vì vận hành một cái quán bar nó không có đơn giản đâu. Trời ơi, vận hành một cái quán bar không đơn giản đâu. Ủa em chỉ tưởng là một bartender như là chỉ cần đứng pha nước thôi chứ đâu cần biết là vận hành một cái gì đằng sau lưng nhiều đâu anh hả? Cái này cái câu đó là cũng khá là nhiều anh chị em mà ngay cả trong ngành hay ngoài ngành cũng đều nghĩ như vậy, là nghĩa mật một bartender pha nước giỏi là có thể mở quầy bar được. Nhưng mà đâu phải đâu, tại vì mở quán thì bạn còn phải lo tất cả những cái chi phí mà gọi là chi phí vận hành đó, cost đó, chi phí vận hành nè, chi phí cô đồ ăn nè, nếu mà bán quán bạn có bán đồ ăn rồi chi phí cho từng cái nguyên liệu nè, bạn còn phải chọn là cái nhà cung cấp nào bán cái giá vốn mà nó tốt nhất nữa, tùm lum hết trơn đó, đâu phải là cứ pha giỏi là mở quán là sẽ ok đâu. Giống như là để khi mà mọi người đang coi chương trình cởi mở Happy Hour á, thì mọi người thấy là phía trước có những host nè, ngoài ra không thấy ai ở đằng sau camera, nhưng thật ra bên trong cái phòng này nó có rất là nhiều nhân vật, nhiều cái bộ phận khác nhau để lo để mà hoàn thành làm nên một cái tập cởi mở Happy Hour podcast. Thì nightlife cũng vậy, ngành hay là ngành mở quán bar, nhà hàng cũng vậy. Những cái nhân viên mà mọi người nhìn thấy ở ngay quầy chưa chắc đã là toàn bộ bộ mặt của một cái tổ chức của một quán bar. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu là ai ở đâu làm gì ở trong một quán bar từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa. Và dĩ nhiên là xin cảm ơn Tanqueray đã đồng hành cùng với cởi mở Happy Hour ngày hôm nay nha. Cởi mở Happy Hour là những câu chuyện bên quầy bar, nên mà chúng tôi sẽ bóc tách những ngóc ngách của nightlife bên cạnh những ly cocktail hấp dẫn của bartender Leo, Dustin nè và Trang nữa. Nhưng mà hôm nay anh Leo lại tiếp tục ngồi ở quầy bar cùng với tụi em, có nghĩa là chúng ta lại có một khách mời. Đúng, chính xác, chúng ta sẽ có một bạn khách mời nữa và bạn này rất là đẹp trai, rất là mờ lem. Và bên cạnh cái chuyện mà vẽ bên ngoài của bạn đó thì cái nội dung nha, cái nội dung bên trong cũng rất là phong phú và thú vị. Bởi vì bạn này có một thời gian khi mà khởi nghiệp đó, bạn này làm đầu bếp. Xong rồi sau đó thì bạn lại bén duyên với lại ngành bartender và bạn đã bắt đầu công việc bartender này ở ngoài Hà Nội. Và được một thời gian đó thì đến năm 2020 anh nhớ vậy, là cách đây 3 năm thì bạn đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay là bạn đang làm vị trí là R&D, có nghĩa là Research và Development, nghiên cứu và phát triển đồ uống cho cái nhóm là Guru Group. Guru Group thì bạn sẽ có những cái quán như là Drinking Healing nè, như là Cà Phê Rang Rang nè, đó là hai cái outlet mà gọi là được nổi biết bật. đến nhiều nhất, nổi bật nhất của nhóm Guru. Và xin mời bạn Jimmy Nguyễn. Hello Jimmy Jimmy. ơi. Ê, Hello, trời xin chào ơi, mọi đẹp trai người. quá trời. Sáng Hello. trưng luôn. Sáng trưng. Chào Hello em. em. Hello. Hello Jimmy. Giọng nói ấm áp. Xin chào tất cả mọi người. Em là Jimmy. Hiện tại em đang làm beverage R&D cho Guru Group. Thì rất vui được gặp mọi người ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại em hôm nay ở đây. R&D là cái tắt nãy như nãy anh Leo có nói là Research and Development. Vậy em có thể miêu tả một chút cho khán giả biết cụ thể cái công việc này có những cái đầu việc gì? Hiện tại nơi em đang làm chính là Drinking Healing, là Nightlife. Thì tất cả những công việc của các bạn bartender thì khối lượng khá là nhiều công việc. Cho nên là các bạn sẽ chia task công việc ra, thì các bạn sẽ là người giữ vững được những cái test đồ uống cho khách hàng cũ, còn sẽ phải có những người ở đằng sau như em để mà phát triển thêm sản phẩm này kia, cho menu mới chẳng hạn, hay là cho event này kia. Đó thì em hiện tại đang đang làm về cái vị trí đó. Em đứng đằng sau thôi hả? Thực ra thì cũng lâu em chưa đứng quầy, nhưng mà thi thoảng thì em vẫn có đứng quầy này kia. Một nhan sắc như vậy mà để cho đứng đằng sau là tại sao hả anh Leo ha? Anh đâu có biết đâu, phải hỏi Google Group chứ, anh đâu Thực có ra làm thì Google tại Group vì đâu. em đứng quầy cũng 5-6 năm rồi. Thì giai đoạn gần đây thì em muốn học thêm về management, xong rồi học thêm về một số cái nữa, để em có muốn thêm có những cái góc nhìn thêm về những cái người đứng đằng sau, những cái người không được đứng ở quầy, những cái người quản lý floor manager chẳng hạn.
Đó, em muốn có những góc nhìn thêm của mọi người ở đó. Chính vì vậy chúng ta mới có Jimmy ở trong vị trí của một bartender. Ngày hôm nay là khách mời đặc biệt của chương trình. Trong cái tập này, topic của mình nói về ai làm gì ở đâu trong một quán bar từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa. Thì chỉ có thể là Jimmy sẽ là người trả lời rõ nhất cho khán giả của tập này. Mà tính ra cũng đó là một may mắn cho tất cả anh em tụi tôi, đó là được Jimmy pha nước mà. Tại vì bây giờ Jimmy đã không đứng ngoài nữa, đúng không? Thì em sẽ giới thiệu đến ly nước đầu tiên cho mọi người. Thì ly nước này có tên là Ikigai. Ikigai ở đây nghĩa nó là một cái định nghĩa của Nhật. Cái cuộc sống lý tưởng của mọi người là như nào. Thì với em thì cuộc sống lý tưởng thì nó luôn bắt nguồn từ một cái nó phải khó khăn đã. Thì em lột tả sự khó khăn đấy qua một nguyên liệu rất đặc biệt, đó là khổ qua. Một cái nguyên liệu rất là Việt Nam. Xin mời mọi người. Cái này là Ikigai. Uống cho khổ nó qua đi. Cái khổ qua đi. Cảm ơn Jimmy. Chúng ta sẽ nếm cái khổ, cái khổ đầu ly tiên của em đâu. Ly của Jimmy đâu. Sau cái khổ là tới cái sướng, đúng không? Hứa nha. Ok. Xong mình lại cái khổ. Cheers mọi người. Xong mình lại cái khổ. Cảm ơn Jimmy. Thơm ha. Mùi khổ qua rõ ràng nè. Nhưng mà không có bị đắng cái kiểu mà. Thì khổ qua á, mọi người thường em nó sẽ có hai cái mà mọi người thường ăn nhất, đó là khổ qua mọi người nấu canh nhồi thịt. Thứ hai là khổ qua mà mọi người ăn với cả là ăn chà bông đá đó, chà bông đó. Đang với chà bông như là muốn nhậu đó, nhậu đúng không? Thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người nấu khổ qua lên với nhồi thịt thì nó sẽ rất là đắng. Đó. Nhưng mọi người ăn với chà bông thì nó sẽ rất là fresh mà không đắng. Quay là hồi nãy là lúc mà Alio nói thì có một cái tabu mà mọi người hay nghĩ, đó là bartender là người biết làm tất tần tật tất cả mọi thứ. Nhưng mà theo lời anh nói thì có vẻ thì cũng giống vậy thiệt á nha. Gần như là biết tất tần tật rồi đó. Nếu như tất tần tật là một cái điều kiện cần đó để làm bartender đó. Bởi vì phải có sức khỏe nè. Để sao khiêng đá rồi buổi tối ca thì đổ rác làm vệ sinh. Rồi phải có trí nhớ tốt để nhớ hết mấy công thức, mà từ công thức cổ điển cho đến công thức signature của quán. Xong rồi còn phải có một cái miệng dẻo dẻo như Jimmy nữa. Phải duyên dáng, phải biết tiếp khách. Phải duyên dáng để nói chuyện làm sao khách nghe ưng lỗ tai thì họ sẽ vui vẻ hơn. Chứ bây giờ mấy bạn để ý đâu còn phải là nó sẽ không giống như là nightclub mà các bạn chỉ ra nước thôi. Ai cũng có thể quẩy theo nhạc hết. Còn những quầy bar như thế này thì sẽ cần tương tác với bartender nữa. Nên là nói chuyện không có vô thì cũng không được. Rồi ngoại hình cũng là lợi thế nữa, phải có ngoại hình được. Phải là không phải quá xuất sắc như Jimmy nhưng mà cũng phải ương nhìn dễ thương chút xíu. Không, nhưng em cũng rất muốn hỏi Jimmy là với cái ngoại hình xuất sắc như thế này, đi làm 5 năm, 6 năm vừa qua đứng ở quầy bar á, có khổ lắm không? Thực ra thì em biết chị hỏi gì nhưng mà em chưa nghĩ là câu trả lời. Thực ra thì em không biết khổ ở đây nó là như nào nhưng mà em thấy vui, cũng vui tại vì nhiều người cũng để ý đến mình. Đó. Và thực ra em nghĩ đó là một cái lợi thế của em để em tạo được nhiều networking, nhiều cái mối quan hệ hơn. Đó. Thì vì thế cho nên em rất là thích đi, em thích đi đây đi đó. Và thực ra ở ngoài mọi người thấy em ít nói lắm tại vì đây không phải cái vibe của em đâu. Nhưng mà khi mà tất cả khách hàng gặp em ở quầy bar thì em quậy lắm, em quậy tới bến luôn. Nhưng mà những cái lúc mà sau lăng kính này kia thì như một diễn viên vậy á, thì họ đằng sau đó cuộc sống thật của họ mình đâu biết được đâu. Thì đó, thì khi mà em đứng ở quầy bar là lúc em tự tin nhất. Là em lúc đó thật sự là on stage, đúng không? Có một cái câu nói là a man is best at his best là như vậy đó. Một đàn ông mà nhìn đã nhất, nhìn xịn nhất là trong cái đúng cái lĩnh vực mà xịn nhất chúng của anh đứng là cái giường của ổng. Đúng, cái sân khấu của ảnh. Is best sân khấu. Is best at his best. Is best at his best. Best. Riết rồi bây giờ cái gì cũng đi về cái giường. It's best at his best. Không, người ta nói đúng là bartender là một nghệ sĩ và quầy bar là sân khấu.
Nhưng mà chắc chắn là như anh Leo hồi nãy nói là bartender không chỉ là một người biết diễn mà còn rất là nhiều thứ khác. Hoặc phải chăng là có những công việc khác mà bartender sẽ không đảm nhiệm mà còn rất nhiều nhân vật khác đằng sau lưng. Vậy thì nhờ Jimmy có thể bóc tách ra từng cái tên gọi của từng cái công việc có thể có trong một cái quầy bar. Thực ra thì ở vị trí chức vụ thì ở mỗi nơi nó sẽ có mỗi một cái tay tổ khác nhau. Đó, thì họ sẽ tự chủ động về cái đó. Còn theo như những gì mà em đang làm và đã từng làm thì bartender thì nó sẽ đi từ từ dưới lên là sẽ có các bạn barback. Bartender. Barback là gì? Barback là những bạn làm những công việc các bạn muốn học việc và các bạn đang vào đó để học làm đằng sau những cái bạn bartender. Đó ví dụ làm ép chanh hay là phiêu đá rồi phiêu đồ này kia. Nhưng mà xíu cho chị hỏi một tí xíu là những cái bạn barback đó có cần phải đi học? Thì như là giống như là phải đi học làm có một cái khóa bartender xong đi vào làm cái vị trí đó đầu tiên hay không, hay là thường là những bạn chưa có kinh nghiệm gì hết? Cá nhân em nha, thì em là người không đi học trường lớp về bar. Nhưng mà em vẫn prefer mọi người là nên đi học xong rồi đi làm. Còn nhưng mà nếu như mọi người không đi học á, mọi người làm vào thẳng một quán bar, mọi người làm barback luôn á, thì nó cũng được một cái lợi thế, mọi người sẽ chịu được áp lực từ sớm. Đó, nhưng mà mọi người có ăn có học thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà em thì sợ các bạn trẻ bây giờ sẽ không chịu được áp lực của cái bar khi mà mọi người đi làm không biết gì. Là rất là áp lực. Tóm gọn là ý của Jimmy á, tại vì anh cũng không có học trường lớp gì hết. Hồi xưa không học gì hết, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái khoảng trống về kiến thức khá là lớn khi mà mình nhảy vào công việc gì đó mà mình không có học tới nơi tới chốn á, thì mình sẽ giống như bị thiếu hụt kiến thức á. Và ngược lại hiện nay bây giờ nè, thì rất là nhiều bạn trẻ học xong một cái khóa bartender, thì các bạn ơi, bạn học xong một cái khóa như vậy á, nó chỉ giúp cho các bạn là có thêm cái hành trang thôi để các bạn có thể dễ dàng bắt đầu một công việc barback. Tại vì không phải là học xong là người ta sẽ mặc định sẽ cho bạn cái công việc bartender ở đâu. Tại vì sao ạ? Tại vì bartender là sẽ là người pha nước trực tiếp cho khách. Thì bạn cứ nghĩ theo một cái hướng nhìn đơn giản như thế này là bạn mới mà. Bạn là người mới, người chủ quán đó hoặc là cái người quản lý của quán bar đó, họ sẽ không có ban đầu họ sẽ không quá tin tưởng mà để trao cho bạn cái cơ hội làm nước. Họ sẽ thử thách bạn trước. Họ sẽ thử thách bạn trước. Nên là các bạn tốt nhất dĩ nhiên đi học để có cái kiến thức nền. Rồi sau đó hãy bắt đầu từ một cái vị trí thấp mà đi lên. Nó giống như ở nhà hàng thì mình sẽ có những bạn phụ cắt chanh, cắt ớt, cắt thái hành. Có thể gọi là giống như các công việc của các bạn. Đúng rồi. Đó, nếu như mà ở bếp thì những cái vị trí đó sẽ gọi là phụ bếp. Còn bếp. Ở bar thì sẽ gọi là barback. Tiếp theo. Tiếp theo sẽ là trong một quá trình khá là dài, cũng không ngắn, để từ barback lên được bartender. Đó là một cái quá trình rất là dài, phải từ 2 năm. Đó, để các bạn lên được bartender. Thì bartender, khi mà các bạn lên được bartender thì các bạn còn phải thử việc này kia nữa. Chứ không thể nào mà tự nhiên các bạn vào và bạn được pha nước, pha những cái mà trực tiếp người ta, sản phẩm người ta bán cho khách hàng. Vậy thì cái người thật sự mà đứng lắc nè, đứng pha nè, là vị trí nào gì? Thực ra là bartender đó, là bartender, nhưng mà phải là bartender lâu năm rồi. Hoặc là sẽ luôn luôn trong quầy bar sẽ có những ông như kiểu là head bar, captain hay là supervisor. Là những cái vị trí đó. Còn những cái vị trí mà bao quát hơn, rộng hơn thì nó sẽ là bar manager hay là operation manager. Đó thì họ sẽ là có cái góc nhìn bao quát tổng thể. Đó. Ok, bây giờ sẽ lấy một cái mô hình là một cái quán mà nằm trong một khách sạn 5 sao đi ha. Ok. Thì họ sẽ rất là chi tiết và quy định nhiều vị trí khác nhau. Thì mình sẽ nói cho mọi bạn trước là đầu tiên sẽ có một bạn gọi là thấp nhất ha, từ thấp nhất ha, sẽ là barback hoặc là helper. Có nghĩa là phụ bar đó. Tiếp theo thì họ sẽ có gọi là junior bartender, nghĩa là bartender mà vẫn còn non tay. Thì họ rồi. Được làm món gì vậy anh? Họ sẽ được làm một vài món cho phép. Nếu ví dụ gin and tonic. Baby classic cocktail. Whiskey highball, những cái món mà chỉ có rượu với mixer thôi. Hoặc là một vài món classic mà sau khi làm xong đó thì cái vị đó được phê chuẩn bởi anh quản lý. Đó thì sẽ là barback, xong mình lên junior bartender ha. Sau một thời gian thì sẽ là thành senior bartender. Thì lúc này được đứng chính rồi. Được tung hoành với tất cả từ classic cho đến những cái món signature. Là lắc sao cũng được. Đó. Rồi cao hơn chút xíu thì bạn sẽ đảm nhận thêm một phần công việc nữa là gọi là bar captain. Đó là bar captain. Rồi bar captain sẽ là đội trưởng. Đội trưởng là sẽ cao hơn bạn senior luôn. Bar captain này sẽ hỗ trợ cho hai nhân vật phía trên nữa. Hãy nhập phía trên là bar supervisor, xong rồi đến là head bartender hoặc là bar manager. Thì
một nói là một ông bar manager đi, hoặc ông head bartender đi, sẽ quán xuyến tất cả mọi thứ từ chi phí vận hành, chi phí nguyên liệu, chi phí điện nước vân vân và cách sắp cao vân, thì cái ông bar supervisor cũng sẽ biết cái khối lượng công việc giống như bar manager luôn, nhưng mà đang học việc, và ông bar supervisor sẽ là cái người mà sẵn sàng thay thế cái vị trí của bar manager những ngày mà anh này anh off, những ngày mà bar manager off hoặc là vắng mặt. Rồi, tức nghĩa là bây giờ ông head và ông bar manager là không chỉ biết pha nước mà còn biết tính toán nữa. Đúng rồi, rất là nhiều việc. Phải biết tính toán nữa. Phải biết Excel. Vậy chắc là, vậy thì có nghĩa là một người bartender giỏi chưa chắc được lên làm head hay là Captain, là bar manager. Không được. Thì là người bartender pha nước giỏi thì sẽ có nhiều cơ hội để đi lên hơn. Và tuy nhiên là khi mình muốn đi lên thì anh phải đi học Excel. Để tính cost, để chỉ cần bạn nhập những cái phép tính, bạn nhập cái nguyên liệu đầu vào, rồi bạn nhập cái thành phần định lượng đó, thì bạn enter một cái đúng cái lệnh của Excel thì nó sẽ ra đúng cái tiền cost của một ly nước đó, như vậy đó. Thực ra là cái bộ máy vận hành á thì là bình thường sẽ là cái ông cầm đầu sẽ là ông GM hoặc là ông OM. Đó thì là nhưng ông đấy sẽ có trách nhiệm là đặt ra target cho quán. Và những ông như kiểu head bar hay là bar manager á sẽ có nhiệm vụ là siết tất cả những cái hàng nhập vào theo như con số phần trăm mà ông OM hoặc là chủ đầu tư đưa xuống. Đó, để tối ưu cái bộ máy vận hành đó. Thì là sẽ là người trực tiếp ở quán và giám sát mọi người làm để cost nó được bé lắm. Đó, còn OM hay là GM thì mọi người sẽ ra chiến lược. Đó, hoặc là ra những cái plan làm việc với những cái plan, brand này kia. Đó, còn những cái ông kia là làm việc trực tiếp. Ở trong một cái môi trường như là quán bar thì mình thấy là rất là đông khách. Những cái quán nào mà nổi tiếng nè, popular là số lượng khách tới là sẽ không phục vụ kịp. Chứ không phải đơn giản chỉ như là một cái nhà hàng là có bàn, có ghế ha. Ở đây người ta đứng, người ta order là nhiều khi mình sẽ dễ có những cái xung đột bởi vì áp lực công việc. Thì giữa các thành viên ở trong quán bar có khi nào có xung đột hay không? Và làm sao để giải quyết trong một cái tình huống căng thẳng mà mọi người đều đang uống thức uống có cồn? Thực ra thì đối với cá nhân em á thì em luôn đặt cái vấn đề đó là phải có xung đột thì mới giải quyết được vấn đề. Còn khi mà không có xung đột thì vấn đề nó cứ ở đó mãi. Đó, mọi người sẽ có một cái stuck gì đó mọi người không giải quyết được. Thì em mọi người có thể giải quyết vấn đề khi mà mọi người nói ra. Có rất là nhiều trường hợp là các bạn mâu thuẫn với nhau chỉ là trong công việc. Đông quá, ông này pha chậm quá, ông kia pha nhanh quá, ông đó rất là nhiều vấn đề. Thì bọn em luôn giải quyết là mọi người ra ngoài và tranh cãi với nhau. Đó, có cả những người cấp trên ở đó để ra được vấn đề ngay và luôn lúc đó. Chứ tránh để mà mọi người tranh cãi trong quầy bar hoặc là im mỉm. Đó, tranh cãi trong quầy bar thì mọi người lại làm ảnh hưởng khách hàng. Những cái hình ảnh đó khách hàng không bao giờ thích. Vậy có một cái tabu nữa mà theo như là em, một cái điển hình, một người điển hình của việc là đi từ phục vụ lên đến quầy bar rồi lên đến những công việc cao hơn. Vậy điều đó có nhất thiết là phải bắt buộc phải vượt qua, bạn phải từ những cái vị trí phục vụ rồi mới đến được bartender không, hay là có ai đó có thể nhảy vào luôn ở vị trí bartender nếu như họ có đủ trình độ? Cái này là một cái chia sẻ rất là thiết thực mà trải nghiệm của riêng em. Em nghĩ là các bạn có thể áp dụng được luôn. Đó là khi mà mình làm những công việc thấp nhất đã bao bách á thì lúc nào mình cũng cứ cười đi. Lúc nào mình cũng cứ cười đã, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta cọc với mình cứ cười đi. Người ta làm gì thì mình nhìn, người ta làm gì thì mình tranh vào mình làm. Và khi mà mình đã gây được thiện cảm với người ta, với những cái bạn, những cái người, những kiểu là bartender hay là supervisor hết bar, thì người ta sẽ tạo cho mình rất là nhiều điều kiện, cơ hội để mình có thể đứng quầy, mình ít nhất là mình có thể đứng, mình rót, mình nói chuyện với khách, và từ đó là mình sẽ phát triển dần dần. Còn nếu như mà các bạn mà lâu kỳ quá mà ít nói quá thì hơi khó để phát triển, không phải hơi khó mà hơi chậm. Đồng ý nha, rất là đồng ý luôn, rất là đồng ý. Cheers. Đúng rồi đó. Cheers. Rất là đồng ý luôn. Cheers, mọi người. Vậy thì cái vị trí những phục vụ ba bác, phụ bếp là giống như những vị trí dự bị để mà bạn được thể hiện cái sự nhiệt tình. Rồi sau đó bạn sẽ được lựa chọn bởi những người cấp cao. Nhưng mà có một cái như này, đó là cái việc các bạn ý phục vụ hay ba bác đó, hay những người làm đằng sau á, thì em có một cái nói, đó là những cái công việc các bạn làm, tuy là các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy là các bạn chưa có nhiều trải nghiệm và kiến thức, nhưng mà các bạn là một trong những cái thành phần không thể thiếu được ở trong một cái team. Đó thì khi mà vận hành một quán ấy, thì bọn em luôn có một cái câu mà cả team follow theo, đó là
mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm, và một cái trải nghiệm mà tốt nhất và tuyệt nhất thông qua từng điểm chạm. Yeah. Thì những cái điểm chạm ở đây là các bạn ý, từng cá nhân ở trong team. Đó thì mọi người hay biết đến những ông ba, người hay biết đến những cái người sếp mặc vest, mặc đồ đen trông rất là ngầu, nhưng mà mọi người sẽ không biết được là ngày hôm đó những cái ly nước mọi người cái vị chua 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 là ai đang ép chanh, mà mọi người phải ép bao nhiêu ký chanh. Đó, có những người, có những bạn ở bên chỗ em là những bạn mới mới đi học xong mà ra làm được 2-3 ngày, các bạn bị bỡ ngỡ khi mà tại sao một buổi tối tôi phải ép đến tận 50-60 ký chanh. Wow. Đó, để phục vụ cho một cái quán rất là đông như hiện tại em đang làm. Đó thì đó là một cái một trải nghiệm mà để mà đem tới khách hàng thì nó phải từ lúc bước vào cửa. Anh thấy ngành nào cũng vậy thôi, mình phải kiên trì, và đặc biệt ngành của anh em tụi mình Nightlife là còn phải kiên trì hơn nữa. Nhưng mà tất nhiên là tại vì cả hai người đều có một lý do rất lớn để cố gắng. Thì tất nhiên là những bạn trẻ bây giờ các bạn cũng hãy cho mình một lý do để cố gắng. Chứ thật ra thì các ngành nghề nào nó cũng khổ như nhau thôi à. Và đặc biệt là bước một chân vào làm F&B thì phải chấp nhận thôi. Chị cũng tin rằng là nếu như Jimmy không đi qua những cái ngày tháng như vậy thì chắc chắn Jimmy cũng không thể nào trở thành một người đang đi làm R&D cho một group. Với bản thân thì chị nghĩ chắc là Jimmy sẽ vẫn còn khá là trẻ. Chứ mà để được làm R&D là không dễ đâu nha mọi người, khó đó. Vậy thì tóm lại, nói chung trong cái phần đầu tiên á, mỗi một ly nước mà mọi người thưởng thức ở tại quầy bar, nó là công sức không chỉ của một bartender mà là của rất nhiều người ở trong một cái team. Và cái thứ hai nữa là nếu các bạn nào muốn đi theo một cái ngành nào bất kể, thì cái mà bạn cần là phải vượt qua được cái sự ngại ngùng, phải chịu khó, phải nhiệt tình, làm tốt công việc của mình, dấn thân đó, gọi là dấn thân, dấn thân, dấn thân, phải chấp nhận cho ăn cái khổ cho nó qua. Rồi nó có cái sướng. That's so meaningful luôn. Thế nên mình mới có Ikigai. Ikigai. Để tìm ra cái lý do, mục đích của cuộc sống của bạn. Sau đó mình sẽ đến với phần thứ hai là phần phát những sự thật đằng sau một cái bar team với ly nước thứ hai của Jimmy. Ok, bây giờ mình sẽ tới ly thứ hai. Ly cocktail này em đặt tên đó là 99%, là 99%. Album mới của MCK. Không phải đâu. Nhưng mà em rất là thích nếu lúc đó. Cái câu chuyện đằng sau này nó khác. Thì cái ly này là một trong những ly mà cocktail em làm đầu tiên trong sự nghiệp của em. Và nó như gà luôn. 99% ở đây có nghĩa là 99% những cái người mà em pha ly này họ đều khá là thích. 99% những cái khách hàng nữ tại vì này hợp với nữ hơn. Đó, nhưng mà chỉ có 1% thôi là cái người đầu tiên mà em pha ly này là em mới học người. Và em về em laptop về pha cho mẹ em mà mẹ không thích. Thế là em quyết định em đem ly này em sẽ pha cho nhiều người hơn. Ý là với cái gương mặt này thì mấy bạn nữ chưa uống đã thích rồi. Tôi nghĩ vậy. Uống nhầm một ánh mắt chứ không phải là uống nhầm cái ly cheers nước. Mọi người. Cảm ơn em. Tại sao mẹ của em không thích cái ly này? Tại vì mẹ em kêu nó nhẹ quá. Cái ly này 99% để nói về việc là không có cái gì hoàn hảo. Đúng không em? Đúng rồi. Cái sự hoàn hảo nó cũng chỉ ở mức độ tương đối nào đó. Nó có cả một câu chuyện nữa, đó là với em nha, một cái ly nước, một cái ly cocktail ngon á thì nó còn dựa vào nhiều lắm. Nó có thể là cái ly nước nó đã ngon rồi, nhưng mà cái vị khách ví dụ như chị Trang họ rất là khó tính đi chẳng hạn, ví dụ đi thì chị Trang dễ dãi lắm em. Đó thì để làm hài lòng một người khó tính á thì thông qua một ly nước ngon là chưa đủ. Đôi khi phải khéo léo, phải khéo miệng xíu. Đôi khi thế cho nên là cái châm ngôn của em làm nước bình thường thôi, miễn là đủ tất cả mọi thứ và không quá xuất sắc, nhưng mà em bù lại bằng cái sự hài lòng của khách, bằng qua sự giao tiếp, bằng sự giao tiếp, tất cả những sự cố gắng của một ly nước đằng sau một ly nước đó. Sẽ để đổi lại một cái gật đầu của một vị khách khó tính là rất sướng, rất đã. Vậy thì mình có thể kể một vài cách để mà có thể làm hài lòng khách hàng của một quán bar mà đến vì trải nghiệm được không?
một vài cách. Vì trải nghiệm nha. Đến vì trải nghiệm chứ không phải chỉ là vì ly nước ngon nha. Ok ok, bây giờ mình phải nói là vì trải nghiệm thì nó sẽ bao gồm những yếu tố nào? Như Jimmy đi, hỏi Jimmy đi, tại vì anh thấy là anh thì tuy đi nhiều nhưng mà em mới là cái người mà làm ở nhiều quán bar ở cả miền Bắc và miền Nam, thì theo em là sẽ như thế nào? Với bản thân em nha, thì cái việc mà bartender á phải làm ra một ly nước ngon đó là điều bắt buộc rồi. Đó, bắt buộc rồi. Anh chụp ảnh đẹp là điều bắt buộc. Đó. Công việc gì cũng thế. Nhưng mà còn những cái mà đằng sau nữa thì ví dụ như là để chinh phục khách hàng á, ly nước ngon đôi khi là chưa đủ. Thì như em có nói về câu chuyện lúc nãy, thì với bản thân em thì em có khá là nhiều trick để mà mình nắm bắt được tâm lý khách hàng chẳng hạn. Đó, hoặc là mình có thể bắt chuyện với khách hàng như nào. Đó, để mà mình dẫn dắt khách hàng. Có một vài cái trick của cá nhân thôi. Và em cũng có training cho rất là nhiều bạn trẻ. Và em nghĩ là mỗi một cái người á, thì sẽ có một cái trick khác nhau để mà miễn là nó không cheating. Miễn là nó thực sự nó là không có là... giả dối đúng không? Đúng nó rồi. Không có treat or cheat. Thì với em thì cái công việc cái trick mà vừa làm vừa hài lòng khách hàng mà vừa được tốt cho bên mình á, thì khi mà mọi người uống hết một ly nước á, thì em sẽ bảo các bạn là ra xin phép khách hàng dọn cái ly nước đó, và không ai từ chối cái điều đó cả. Và khi mà mình dọn ly nước của khách hàng á, thì mình sẽ đệm thêm một câu, đó là anh chị có muốn dùng thêm gì nữa không. Và khi mà khách hàng đi một team mà mọi người đều có nước mà khách hàng lại hết nước rồi, thì đó là cái tâm lý khách hàng, thì có thể khách hàng sẽ gọi thêm. Đó là một cái trick để mình có thể upselling. Và có rất nhiều cái trick nữa đó để mà đó, thì đó là một trong những nhiều cái. Anh cũng đồng ý với chuyện đó, và anh còn thấy là cái nó phụ thuộc rất rất nhiều vào cái bạn đứng đầu đó. Nếu như bạn đó là một người tinh tế mà để ý tiểu tiết đó, tại vì cái ngành này thật ra thì trải nghiệm khách hàng là quan trọng nhất, và người ta đã thích đến quán này hơn một cái quán kia đó. Tóm gọn lại nó chỉ có hai thứ: nước ở đó ngon và ở đó mình cảm thấy khách hàng đó được cảm thấy quan trọng, được đối xử quan trọng, được cảm thấy vui. Nếu mà có những người nói là không thực sự thích tới quán đó tại vì bartender nó đẹp trai, nó cũng là một cái yếu tố gọi là unique selling point đó. Tức nghĩa là luôn luôn phải cho khách hàng một cái lý do gì đó để quay trở lại. Đúng rồi. Ví dụ như là tôi đến cái chỗ quán này đi, tôi gặp anh Jimmy, thì anh Jimmy là một cái người không phải gặp người phụ nữ nào cũng có thể nói chuyện, nhưng mà anh Jimmy nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cần chuyện đó thôi. Cái đó là nghiệp nha. Không, nhưng mà nó là một trong những cái yếu tố, hiểu không? Có thể là ví dụ Jimmy không có điển trai đi, nhưng mà Jimmy lại có một cái cách để ý và chăm sóc để cho cái người thực khách đó, dù là nam nữ dị tính hay là đồng tính, thì họ cảm thấy là họ được trân trọng ở đây, họ được quan tâm, ở đây, thì họ sẽ nhớ cảm giác đó. Và họ sẽ đi những quán khác nhưng mà họ lại nhớ cảm giác đó và họ sẽ quay về. Một người đẹp trai chưa chắc đã ân cần, đúng không? Một người đẹp trai mà còn bị ân cần nữa. Người ân cần thì chắc chắn là sẽ luôn đẹp trai. Người ân cần thì sẽ luôn đẹp trai. Chẳng hạn vậy. Bạn thường là bạn sẽ xây dựng cái hình ảnh của mình để tạo cái ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của khách hàng trước, hay là từ những cái câu nói, từ những cách phục vụ trước? Thực ra khi mà bắt đầu công việc này á, thì em có một câu hỏi, em có một cái thắc mắc trong đầu mà em nghĩ rất là nhiều bạn sẽ gặp phải, đó là ủa bây giờ tự nhiên có cái bạn này trông xinh quá, hay là mình muốn nói chuyện với bạn để hỏi xem cái nó như nào, hay hỏi han bạn ý, không biết bắt đầu từ đâu. Thì với em thì khi mà em bắt đầu thì em hay lôi công việc ra. Em sẽ hay lôi yếu tố là mình là nhân viên và bạn ấy là khách hàng. Nhưng mà đó, em sẽ hỏi là ly nước của mình cảm thấy như nào đó. Đúng và khi mà để bắt đầu một câu chuyện. Còn sau đó rồi á, thì em sẽ bắt đầu một câu chuyện, nói chuyện với bạn ý với tư cách là bạn bè, chứ không còn là nhân viên và khách hàng nữa. Thì nó nhân viên và khách hàng thì nó xa cách quá. Nhưng mà tại vì em bị nhát gái nên là em đôi khi em hơi nhát. Khi mà em bắt đầu câu chuyện là em hơi nhát, thì em sẽ lôi câu chuyện là chuyện an toàn trước. Ở công việc mình giả vờ mình lịch sự xíu, mình chuyên môn. Rồi anh đồng ý với Jimmy là bởi vì thật ra thì giống như là Jimmy đi là cái người chủ động đi, nhưng mà Jimmy gọi là nhát. Thì cái người mà bị động, cái người mà được đến bắt chuyện á, có thể họ cũng ngại vậy. Nên thành ra là khi mình nói một cái vấn đề chuyên nghiệp công việc thì họ sẽ phá tan đi cái sự đề phòng, họ gọi là ice breaking đó. Đúng rồi. Thì người ta sẽ dễ dàng đó, ly nước này của em cảm thấy nó hơi chua, nó hơi ngọt, anh có thể đổ hay không? Thì I'll be honest nha. Sao? Một sự thật nha, nếu như một bạn nó chưa có bất kỳ một cái trải nghiệm nào, và đó là lần đầu tiên mà lại còn có cái tính là kiểu có cái tôi cao nữa, thì hỏi cái câu là uống cái ly này được không á, là khóa họng người ta luôn á.
như là bạn á hả? Đúng là tôi khóa họng tôi luôn á. Không, đó chỉ là câu mở đầu để em đầu có thể nói chuyện được với chị thôi. Ừ. Ví dụ thế. Còn khi mà em đã nói chuyện được với chị rồi đó thì em sẽ đi sâu vào những cái này, em sẽ bắt đầu là văn của em trong đầu bắt đầu tuôn ra. Ok. Đó, còn bây giờ thì Văn là gì? Văn của em đó lúc đó thì có những cái kịch bản mình đã sẵn sẵn ra chẳng hạn. Em mang 7 năm đi làm cái em đã chia sẻ hay sao? Thì có những cái ly nước nhìn này đó thì 99% mà mọi người uống, mọi người em đang kể cho mọi người đúng không? Thì em bảo là 99% những cái người uống ly này người ta đều chê. Nhưng mà anh hy vọng em là 1%. Trời ơi, đó là một câu chuyện mới khác. Lại câu chuyện xuất sắc. Nhét quá anh, sao nhét như vậy? Mình không giả dối nha, mình twist lại anh xíu thôi. Anh cứu em đi anh ơi, nhét quá, nhét quá. Không, đó chỉ là một... Ui... Tại sao? Đến bức tranh còn phải đối với bạn đó. Phải đối với em luôn. Ghê thôi. Vậy cho hỏi một câu nữa trước khi mình chuyển qua cái topic số 3, sorry. Yep. Một bartender giỏi ngoài chuyện là có ngoại hình ưa nhìn nè, nói chuyện duyên dáng, biết tiếp khách, có trick, có cần phải biết uống giỏi không? Em nghĩ là hai cái đằng trước được rồi. Mình có trick là mình sẽ biết cách uống giỏi. Mình lừa được, mình né được, chính không xác. Cần phải uống. Em mà em đang ở trong quầy bar thì bọn em là chủ nhà. Nên mà em muốn làm gì mọi người đâu biết được. Tức dễ sợ. Ồ, đó. Ánh mắt này khinh miệt. Tôi chết rồi. Với tâm lý của những người mà đi chúng tôi với tâm lý của những người mà các bạn để nói một cái công bằng á, thì cái chuyện mà uống giỏi hay không á, uống giỏi thì nó sẽ là tự bảo vệ bản thân mình thôi, giỏi để bảo vệ bản thân của bartender thôi, còn nếu mà không uống giỏi á thì phải nghĩ ra mưu kế. Đúng rồi, mưu kế giỏi cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình đúng không, thì có thể uống giỏi thì cái miệng phải dẻo. Thì cũng phải uống cái gì đó với người ta chứ, với khách hàng chứ, nhưng mà cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ. Bây giờ uống không giỏi thì thôi, bây giờ anh không uống được. Thì để anh pha cho em một ly nước ngon để uống nha. Em là được. Lột bóc mát hết tất cả những anh em từ trước đến giờ uống rượu mọi người rồi. Thế cho nên là sau này mọi người mà có ai mời shot, mọi người muốn shot trắng thì mọi người nhớ để ý nha. Shot trắng đôi khi là cái shot mà người bartender cầm không phải rượu đâu. Rồi, là mình cũng ly, đây là ly 99%. Mặc dù không biết 99% người thích hay là không thích. Nhưng mà mục đích quan trọng là mục đích cuối cùng mọi người muốn là gì thôi mà. Mục đích cuối cùng của em mà sao 99 người không thích là bởi vì em muốn làm hài lòng khách đó thôi. Lý do tạo ly cocktail là chỉ hài lòng khách hàng thôi. Còn câu chuyện nó như nào thì mình có nhiều hình thức để mình truyền tải nó. Sau cái tập này xong tôi không tin ai nữa. Tôi không tin anh tôi luôn. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với ly cuối cùng để mỗi người sẽ đưa ra một cái tips nho nhỏ dành cho khán giả của Cởi Mở Happy Hour về chủ đề của tập ngày hôm nay. Hãy cho một ly gì để chặn họng anh Dustin đi chứ, mấy nay anh Dustin tập nào cũng chặn họng tôi hết đó nha. Ly cuối cùng thì em mọi người một cái ly mà nó fresh xíu. Thì cái tên của ly này khá là hay. Ly cuối cùng của tập hôm nay thôi chứ chúng ta còn uống với nhau nhiều ly khác nữa. Ủa thế à? Ok, ly này có tên là Siso Hot. À, Siso Fresh. Siso Fresh. Yeah. Nhưng mà nó có hai nghĩa nha. Trên cái menu thì em sẽ để là cô ấy thật là fresh, là Siso Fresh. Siso Fresh nghe cái đó đi. Em ghi thêm một cái chữ nữa là lá Siso á, là Siso Fresh. Đó. Thì là mọi người hiểu, nghĩa là mọi người hiểu. Lại bánh gạch cái tô. Mà fresh đây là cái gì? Mà lem hay là... Là fresh. Super fresh, actually. Thế là trong đây đã có nguyên liệu tí tô không? Trong này nó có một xíu mùi tí tô với cả là matcha, rồi là tonic, gin này kia. Uống giải nhiệt, fresh, refreshing. Tính ra nãy giờ em thấy Jimmy cho uống toàn là kiểu... Floody drink á.
Em thấy flirty thì nó sẽ là flirty. Không, tại vì cái drink nào nó cũng để có thể gọi là muốn nói chuyện với cô gái nào cũng được. Anh công nhận với em không? Anh một người uống nước cocktail đơn thuần, anh chỉ nghĩ là nó fresh thôi. Anh mà bẻ nữa là tôi cho anh ăn cái cây này liền. Còn nói chung là cái đón nhận cocktail mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Em nghĩ nó flirty thì nó là flirty. Đó, cái flirty là ở cái tên, cái câu chuyện mà người ta vẽ nên đằng sau cái ly cocktail. Anh chỉ thấy là bạn đang wordplay chơi chữ thôi. Đúng. Ừ. Còn em thấy nó flirty thì nó là flirty. Với em thì em thấy là cái việc đặt tên nó là một cái rất là hay. Em rất là thích chú trọng vào cái tên đồ uống. Là nó là một cái hình thức để mình có thể nói chuyện với khách hàng, làm khách hàng cảm thấy hứng thú. Ấn tượng. Hello tính cách của em nữa. Dạ, yeah, em cũng rất là thích chơi chữ này kia. Slutty inside, naughty outside. Thấy cái áo khoác người ta mặc hôm nay không? Ví dụ nó đeo dây chuyền nữa kìa, cái tập trước nó đeo dây chuyền đó. 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 Chết. Ví dụ như qua ba cái tên của ba món nước thì mình có thể một phần nào hiểu được tính cách của anh chàng này. Đầu tiên là một mama boy. Mama boy là một người biết chu toàn, lo lắng, đúng không? Biết thương mẹ mới biết thương bồ. Nếu có gì nữa nào? Nếu không biết tại chưa biết. Mình chưa biết. Ikigai. Ikigai, một người có lý tưởng sống. Chính đã xác. Tìm ra được cái lý tưởng sống của cuộc đời mình rồi. Là lúc này các cô nhảy vô được rồi. Đúng. Tiếp theo là gì? Thứ ba là Shiso Fresh. Có nghĩa là chê là cổ tươi, cổ non quá hả? Không, là... em thật là non mẹ. À, thật là non. Đó là do chị tôi định nghĩa đó nha. Nè, Shiso Fresh đúng không? Tức nghĩa là em tươi quá, tự nhiên cái tự nhiên em xanh quá. Ok, hé lộ về một đời sống giường chiếu mạnh. Đó, vậy là được rồi đó. Bên ngoài kiểu nhát. Bên ngoài thì nhút nhát, bên trong thì hoang dã. Thì em mới nói là bên trong thì slut đi, mà bên ngoài thì nerd đi. Ủa, mà thực mọi ra người là cái chữ Shiso Fresh là em đã gạch rồi mà. Em để Shiso Fresh. Shiso là lá tí tô đó. Đó gạch mà không xóa. Ở thì em táp nhầm thôi, em gạch thôi, em thì đó, gạch thêm vào đấy. Cái hành động gạch mà không xóa cũng là một câu chuyện. Đó là một ẩn dụ thôi, đúng. Đó là mọi người. Đó là tại chị nghĩ như vậy đấy. No, em không có được đóng cái dài đó được. Anh Lê vẫn đang nghĩ là cái ly này, lá tí tô nó thật là fresh. Tất cả các bạn khán giả coi chương trình ngày hôm nay comment ở dưới cho tôi tức quá, tôi không chấp nhận cái chuyện này đâu. Không thì anh cũng hiểu cái ly này là cái gì, chẳng qua là bây giờ hai người công kích thì phải có một người bảo vệ chứ, đúng không? Thì anh sẽ đóng cái vai là người bảo vệ chim mì đó. Để vẫn bớt tụi em vẫn sẽ đóng vai công kích đây. Tiếp theo là cái gì nè, mình công kích cái gì tiếp nè? Tiếp theo là sau rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta nói có thể người ta sẽ không nhớ gì cả. Và đó là tại sao mình có cái phần tips cuối cùng là những cái kinh nghiệm bỏ túi của mỗi một người host và khách mời dành cho khán giả ở cái vị trí là người làm quán bar cũng được, người làm R&D cũng được, là một khách hàng cũng được. Mỗi người sẽ có một hoặc là một vài cái tips dành cho khán giả. Cảm ơn Happy Hour. Dustin sẽ bắt đầu trước dựa trên quan điểm của khách hàng đi. Mình không biết gì về bên trong của một quán bar mà mình là một khách hàng bước tới là làm sao để mình giúp cho người ta hoạt động một cách smooth nhất. Nhất là trong những lúc mà cái quán rất đông. Mà mình cũng không bị trải nghiệm xấu. Tại vì không ai muốn mình có một cái ấn tượng xấu đầu tiên. Rồi, thì là theo bạn thấy cái quán đó là một cái quán đang rất là đông khách, đông đến mức mà khó có thể gây sự chú ý với bartender để mà order nước. Thì hãy order những cái món nước cực kỳ classic đơn giản. Mà đơn giản nhất là gin and tonic. Hai bowl. Những cái tên gọi mà ngắn gọn. Cực kỳ đơn giản nha, tại vì có mấy món classic không đơn giản. À, không, đúng. Những cái món đơn giản là những món hai nguyên liệu. Dạ, hai nguyên liệu, ok, đồng ý. Hãy chọn những món hai nguyên liệu, hoặc là một nguyên liệu. Một cái nguyên liệu là cồn, một nguyên liệu là chaser. Như là gin tonic nè, rum với là coca nè, whiskey coke nè, whiskey cola nè, vân vân, đúng không? Chỉ cần bạn biết bạn uống cái base là cái loại cồn gì là được. Nếu một cái quán mà nó không đông vừa phải thì hãy tìm một cái menu và tự ngồi đọc cái menu. Tại vì mình thấy cái menu của mỗi một quán nó giống như là một cái cuốn kim chỉ nam để bạn hiểu về cái quán đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ cho bạn thêm thời gian nữa, cho cái quán và những người nhân viên thêm thời gian để họ phục vụ xong những người khác. Với cả em bổ sung một điều nữa, ngoài vấn đề đồ uống này nha. Thì nếu như các bạn đi một mình và không ngoan để nói chuyện thì đừng ngần ngại mà thử nói chuyện với bartender. Những người bartender có rất là nhiều những câu chuyện thú vị đằng sau. Maybe sẽ làm các bạn vui vẻ. Đó. Nói chuyện mà phải tính táo nha mấy bạn. Nói chuyện với lại một anh bartender như là Jimmy thì nói chuyện nhưng mà đừng làm cho người ta gây lú một hồi người ta quên mất công việc của người ta luôn. Chánh niệm lên. Chánh niệm đúng. Tôi đến đây để uống.
Tôi đến đây để uống. Chứ không có ăn ai cả. Đúng không rồi. Ăn ai cả. Rồi, một tip nhỏ nữa, nếu các bạn nhìn vô cái menu rối quá không biết gọi cái gì. Dạ. Có những cái quán làm menu rất rối. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thì làm sao? Quăng cái menu đi. Chỉ cần nói với bartender là hai điều. Gì? Một là cái rượu nền mà bạn thích. Hai là cái vị gì bạn thích, chua ngọt, bắn cay gì đó. Bắn cay. Chua ngọt, đắng cay, umami. Bạn thích cái gì? Chỉ cần hai cái đó. Rồi, hãy làm tôi bất ngờ là được. Đúng. Là xong. Hợp lý. Ok, tiếp. Ở cái vị trí của một khách hàng là nếu như các bạn tới một cái quán bar mà nó đông quá và các bạn cảm thấy không có happy á, thì đừng có về cho một sao liền. Mà gửi email trước đi đã, là gửi email cho người ta hoặc là có thể là nhắn tin qua Facebook hoặc Instagram để nói cho người ta nghe là ok, cái chuyện gì ngày hôm qua làm cho bạn không có happy, và chắc chắn là một nơi nào mà họ luôn luôn mong muốn tăng cái, tức là tăng được cái trải nghiệm tốt hơn á, họ sẽ take it really nice. Họ sẽ coi đó là một cái bài học và tụi mình, các bạn vừa cảm nhận được cái sự quan tâm, chia sẻ quan trọng của một người khách hàng, mà bên cạnh đó cái quán bar đó cũng có thể cải thiện được tốt hơn. Ừ, đúng. Trước khi mà về mà khó chịu mà về cứ email ấy, thì anh nghĩ là nói thẳng gì ở đó đi. No, có nhiều người không đông nói thẳng quá được. Anh đông quá nhắc. Ví dụ như là đông quá, và cái thứ hai nữa là không nói thẳng được. Ví dụ đôi khi có những người mà họ thấy là lúc đó họ đã hơi tê tê rồi đi, họ sợ là cái cách nói chuyện của họ không có được dễ nghe. Đúng, đồng ý. Với lại có nhiều khi mình gặp khó chịu không phải vì bộ phận này mà cái bộ phận khác. Hoặc có thể là do chính bạn nữa, cho nên là đi qua một đêm ngủ dậy xong rồi thức dậy sẽ tự hỏi lại, ủa thật sự là có khó chịu không? Đúng rồi, email ra cũng được. Mình cũng không có tự nhận mình là một người quá nhiều kinh nghiệm hay là mở quán, tại vì mình mới là một nhỏ xíu à, Thì cái này là kinh nghiệm bản thân thôi nha, kinh nghiệm bản thân thì anh thấy vậy. Để mà hướng tới một cái trải nghiệm khách hàng mà tốt nhất á, thì cái đầu tiên, cái điều nhỏ nhất các bạn nên xây dựng cho chính bản thân các bạn và xây dựng cho team các bạn á, là hãy luôn nghĩ đến lợi ích của khách hàng. Hãy luôn nghĩ đến là làm sao khách hàng vui. Và với tất cả những anh em mà đã, đang và đang ấp ủ mở quán bar á, thì các bạn chỉ cần trả lời hai câu hỏi thôi. Câu thứ nhất, khách hàng đến với quán của bạn là vì cái gì? Câu thứ hai, khách hàng quay trở lại quán bạn là vì cái gì? Bạn trả lời hai câu hỏi đó thì anh nghĩ rằng tuy là có thể nhiều cách đó, nhiều cái phong cách khác nhau, nhưng mà chỉ cần trả lời được hai câu hỏi đó thì chắc chắn là bạn sẽ thành công, bạn sẽ có được cái lượng khách hàng mà các bạn muốn. Nice. Ok, thì cuối cùng em thì em góc nhìn của một bartender đi. Cách đặt tên làm sao cho flirty? Không thì em không, chỉ gợi ý thôi. Không, thì đó là phải tìm hiểu nhiều lắm. Ai như năm kinh nghiệm chứ đùa. Đọc bao nhiêu cuốn sách? Có những cái mà em muốn chia sẻ cho những bạn bây giờ trẻ chẳng hạn, hay những cái người mà có thực sự là muốn có dấn thân vào nghề này chẳng hạn. Đó. Thì em nghĩ là có hai điều để mà xây dựng lên một cái team á. Đầu tiên là tập trung vào bản thân mình trước. Đó. Cái thứ hai, tập trung phát triển bản thân mình, đúng không? Ok. Cái thứ hai là đừng bao giờ đổ lỗi. Thì hai cái đó là để phát triển cho cái tập thể là teamwork. Và khi mà mọi người suy nghĩ là khi mà mình muốn bản thân mình kiếm được nhiều doanh thu, kiếm được nhiều kinh tế hơn, hay là phát triển hình ảnh của mình hơn á, thì khi mà team mình á, mình đã teamwork và team mình phát triển á, thì nó tỷ lệ thuận với bản thân mình cũng phát triển. Đó, vì thế cho nên là hãy tập trung vào bản thân mình cho mục tiêu lớn hơn là cả một cái team. Đó, nha. Hay quá. Vậy thì chúng ta sẽ kết lại cởi mở Happy Hour tập 8 với cái chủ đề bar team trong một quán bar, ai làm gì ở đâu từ lúc mở cửa cho lúc đóng cửa. Một cái cuối cùng mà đó xin nhờ mọi người là nếu như mình đã có những cái feedback về những cái góp ý. Thì cũng có nên có những cái lời khen ngợi cho bất kể một cái nhân viên nào bạn gặp ở trong quán bar, dù đó là một người lao công hay là một chú bảo vệ. Hãy khen liền luôn, khen thì khen liền được đó. Mình có góp ý thì mình cũng có khen. Tại vì nếu mà mình sử dụng cái dịch vụ đó mình hài lòng mà mình im lặng thì nó cũng khó để cho cái ngành industry nó phát triển nói chung. Đúng không? Và hãy luôn nở một nụ cười trên môi. Đúng rồi. Và đó là cởi mở Happy Hour cùng với lại khách mời ngày hôm nay, đó là Jimmy Nguyễn. Cheers. Cảm ơn Jimmy vì mời mọi người. Thank you mọi người. Thank you và hẹn mọi người ở trong tập tiếp theo của cởi mở Happy Hour.